Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Sách và Cuộc Sống. Thưa quý vị, trong cuộc sống có bao giờ bạn tự hỏi rằng hạnh phúc thật sự của con người là gì và phải làm gì để con cái được hạnh phúc? Câu trả lời sẽ có ở trong cuốn sách Cha mẹ hạnh phúc nuôi con hạnh phúc của tác giả Takashi Maeno, một nhà nghiên cứu tiên phong trong khoa học hạnh phúc. Cha mẹ hạnh phúc nuôi con hạnh phúc là kết quả tổng hợp tất cả những gì ông và vợ, đồng thời cũng là người cộng sự đắc lực, đã trải nghiệm trong 16 năm nuôi dạy hai con, cũng như kết quả tác giả thu được từ nghiên cứu khoa học hạnh phúc. Trong cuốn sách này, bạn sẽ học được những nội dung có tính chất học thuật là các cơ sở lý luận về hạnh phúc và các phương pháp nuôi dạy nên những người con hạnh phúc. Ngoài ra, độc giả có thể tìm thấy những bài tập thực hành đơn giản để thực hiện tại nhà cùng người thân, để từ đó lan tỏa hạnh phúc cho bạn đời và con trẻ, bởi vì trung tâm của hạnh phúc chính là bạn. Đúng như những gì tác giả đã chia sẻ trong cuốn sách, hạnh phúc sẽ bắt đầu từ chính bạn chứ không phải ai khác. Nếu như bạn có gương mặt rạng rỡ và trái tim rộng mở, thì con trẻ, bạn đời, gia đình, thậm chí cả xã hội cũng đều có thể trở nên hạnh phúc. Cuốn sách này trở thành những lời gợi ý giúp giải quyết những nỗi khổ sở, vất vả và những căng thẳng của những người làm cha mẹ, giúp các bậc phụ huynh có thể bước những bước dài trong hành trình trưởng thành cùng con trẻ. Thưa quý vị và các bạn, để cùng tìm hiểu rõ hơn về tác phẩm cũng như là có những kinh nghiệm thực tế, những bài tập cụ thể để có thể hạnh phúc mỗi ngày, nuôi dạy những đứa trẻ trong tình yêu thương. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn gặp gỡ khách mời của chương trình. Xin trân trọng được giới thiệu tiến sĩ Trịnh Lê Anh. Lời đầu tiên xin được trân trọng cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Xin được chào biên tập viên Huyền Phương và xin được chào quý vị khán giả. Thưa tiến sĩ Trịnh Lê Anh, có lẽ không ít độc giả khi cầm trên tay cuốn sách thì đều có chung một cảm nhận đều rất ấn tượng với tiêu đề của cuốn sách Cha mẹ hạnh phúc, nuôi con hạnh phúc. Vậy thì với cá nhân anh Lê Anh thì anh có suy nghĩ như thế nào về nhan đề này ạ? Một cuốn sách rất là xinh xinh, một cái dung lượng rất là vừa phải, dễ đọc cho mọi người. Và cái tên, đặc biệt là cái tiêu đề của cuốn sách, nó giản dị quá. Tôi nghĩ rằng đây là cái lối hành văn giản dị nhất mà chúng ta vẫn có thể được tiếp cận. Và chính những cái gì giản dị nhất, nó lại hàm chứa nhiều cái giá trị nhất. Cha mẹ hạnh phúc, nuôi con hạnh phúc, nó như là một cái câu khẳng định, một cái diễn ngôn khẳng định rằng là cái này dẫn đến cái kia. Vốn nó là những điều mà ai cũng thừa nhận. Thế nhưng cái câu khẳng định ấy nó lại cho chúng ta thấy rằng là chính cái triết lý giản dị nhất nó lại nằm ở trong cái việc mà chúng ta nhiều khi không nghĩ đến. Khi chúng ta không nghĩ đến, chúng ta hay bỏ lơ. Thì đây chính là giá trị đầu tiên của cái tiêu đề cuốn sách này mà Lê nhận thức được. Mở đầu ở chương 1 của cuốn sách thì tác giả đã đề cập tới 4 yếu tố của hạnh phúc. Đó chính là hãy thử xem sao, cảm ơn, thế nào rồi cũng ổn thôi và hãy hồn nhiên. Đây cũng chính là 4 yếu tố mà tác giả gợi ý là có thể giúp cha mẹ nuôi dạy con cái hạnh phúc. Vậy thì với cá nhân anh Lê Anh thì anh có bao giờ áp dụng 4 yếu tố này trong cuộc sống của mình hay không? Và ngoài 4 yếu tố mà Huyền Phương vừa kể trên thì theo anh rằng là liệu chúng ta còn những yếu tố nào để có thể giúp là mỗi người chúng ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc hay không ạ? Thật mừng là đọc cuốn sách như một cái cách để mà mình tham chiếu lại cái đời sống của mình ấy. Nhất là khi mình lại cũng bắt đầu có gia đình đó, thì mình sẽ thấy rằng là cái hành động của mình nó ảnh hưởng đến cả trên mình là bố mẹ mình, ảnh hưởng đến cả dưới mình là con cái mình. Nó là ba cái thế hệ bắt đầu đi cùng với nhau. Bốn cái điều này tác giả viết rất là giản dị thôi, nhưng mà rất mừng là mình cũng đã có thực hành ít nhiều trong cuộc sống của mình. Tôi chỉ thấy là cái yếu tố đầu tiên ý, hãy thử xem sao, thì có vẻ là nó chưa được mạnh dạn lắm, tức là chưa dám nghĩ dám làm lắm. Còn ba cái điều sau thì thực sự là rất là hay. Cái câu gọi là cảm ơn ấy, nó như một cái thể hiện cái triết lý biết ơn. Nếu cuộc sống của mỗi người ấy, mà chúng ta có bất cứ một cái hành vi gì mà được người ta cho mình hay là làm cho mình, làm vì mình, mà chúng ta đều hàm ơn tất cả mọi thứ xung quanh, những người xung quanh, thì đấy là một cái trạng thái sống rất là đẹp, rất là đẹp. Và tôi nghĩ rằng là ít nhiều thì bố mẹ tôi cũng đã hướng tôi về cái việc học cái điều đó. Hai cái điều sau thì bạn thấy đấy, nó rất là tích cực trong cuộc sống. Và tôi nghĩ là nhiều người cũng đã làm, nhưng không được viết ra thành sách như là tác giả này. Thế còn khi mà Huyền Phương hỏi tôi là ngoài ra còn cái điều gì mà trong đời sống của mình mà tôi thấy nó chí thú, tôi đã làm và tôi nghĩ rằng có thể bổ sung cùng với những điều này, thì đi kèm theo cái hàm ý biết ơn cảm ơn ấy, thì tôi nghĩ là tôi đã làm và tôi đang làm một cái hành vi là xin lỗi. Bạn cứ hình dung mà xem, chính ở văn hóa Á Đông của chúng ta thì chúng ta sống với nhau chúng ta lại rất hay khách sáo. Và chính sự khách sáo ấy, cái sự tự trọng quá đáng, và nó tạo ra một cái sự ngại ngần khi chúng ta mắc lỗi, nhất là trong môi trường gọi là máu mủ ruột già, huyết thống với nhau thì lại coi nhẹ việc này. Bố mắc lỗi chắc gì đã xin lỗi con.
con mắc lỗi khó khăn lắm để nói lời xin lỗi bố mẹ. Vậy thì điều này cần phải làm. Và tôi nghĩ điều này tác giả ở Nhật ấy, người ta không thấy cái điều có ở Việt Nam đâu. Vì ở Việt Nam chúng ta điều này khó khăn hơn họ. Cho nên là nếu tôi được bổ sung với tác giả thì tôi bổ sung thêm một cái triết lý xin lỗi nữa vào trong đời sống thì chắc chắn là cái chữ hạnh phúc này nó thành toàn hơn. Ở chương 4 của cuốn sách với tiêu đề đó là rèn luyện và bài tập để có được quãng thời gian nuôi con hạnh phúc, rèn luyện siêu nhận thức hay là rèn luyện lắng nghe, đối thoại, rèn luyện chánh niệm, tức là một trạng thái giúp tinh thần chúng ta tập trung vào chính bản thân mình. Những bài tập có thể giúp con người là trở nên tích cực hơn và làm sâu sắc sợi dây kết nối gia đình. Anh thấy rằng là những bài tập mà tác giả chỉ ra thì có dễ dàng áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là ở môi trường Việt Nam hay không ạ? Đó cũng là điểm hay của Takashi Maeno khi mà tác giả là người Nhật nhưng họ lại không cố gắng để viết theo kiểu giải mã hay là cố gắng viết theo kiểu lý thuyết. Họ hướng luôn đến việc thực hành. Và vì thế cho nên cuốn sách này phải nói là nó mang tính cẩm nang rất là dễ. Nó đại trà, nó cho tất cả mọi người và ai cũng có thể đọc được nó. Những sơ đồ hình ảnh rồi một số những cái diễn giải nó rất là nhẹ nhàng, gần gũi. Bài tập thì dễ làm. Vì tôi thì cho rằng là đây là một trong những cách hành văn nó đời thường, nó giản dị, đúng như cái tên của cuốn sách, nó giản dị. Và người ta cũng kỳ vọng rằng là đọc cái thứ giản dị này không phải đọc một mớ triết lý nữa đâu, mệt lắm. Mà bây giờ cho chúng tôi biết là ừ thì hạnh phúc đấy, thế nào là hạnh phúc, thì làm sao để hạnh phúc đây, bài tập 1, bài tập 2, bài tập 3. Thì những cái thực hành đó tôi nghĩ là rất dễ làm. Không biết là Phương cũng như là nếu quý vị nào đã từng đọc cuốn sách này ấy, thì quý vị đã làm thử chưa? Tôi nghĩ là làm các bài tập này tôi đều nghĩ là đều có thể làm được. Nhưng này, quan trọng nhất là quý vị có làm liên tục, đều đặn, hàng ngày, năm này qua năm khác hay không? Có kiên trì hay không? Đấy mới là hiệu quả của cuốn sách. Bố mẹ và gia đình chính là một cái cuộc sống và cái môi trường con tiếp xúc hàng ngày và thường xuyên. Thì tất cả những cái tích cực, tiêu cực con đều có thể cảm nhận được chính từ trong cuộc sống đó, mang lại một cái môi trường hạnh phúc cho con, bắt đầu từ chính những người gần gũi nhất với con là bố mẹ. Vì bố mẹ có hạnh phúc với nhau, có thể hiện được sự tình cảm và quan tâm với nhau thì con cũng sẽ cảm nhận được cái hành động tích cực cũng như cái tình cảm đó. Với tư cách là phụ huynh thì đa phần anh sẽ đồng hành cùng con và xem là cái mỗi một thời điểm bé sẽ lên tự lập cái gì và mình cần phải hỗ trợ cái gì để cho bé có thể vững vàng trong tất cả mọi hoạt động từ gia đình đến cuộc sống. Cho dù chúng ta có bận rộn đến đâu thì khi về nhà, khi ở bên cạnh con vẫn có nhu cầu muốn được gần gũi bố mẹ. Cho nên con sẽ vô thức học theo những gì mà bố mẹ thể hiện. Như bản thân trong gia đình nhà tôi cũng đang thực hiện, cố gắng không mang quá nhiều công việc về nhà. Về nhà với con là sẽ phải vui vẻ. Cho nên là sẽ dành những khoảng thời gian như là đọc sách cùng con, hay là ví dụ những ngày cuối tuần thì sẽ những cuốn sách tương tác chúng tôi sử dụng nó để có thể là chơi với con nhiều hơn, để có thể trò chuyện với con nhiều hơn. Đôi khi chỉ lật mở một cuốn sách ra thôi, con trầm trồ ồ, thì bố mẹ có thể nhìn vào đó giải thích và nói chuyện với con và làm sao để giữ cho tinh thần của mình có thể vừa lạc quan nhất, vui vẻ nhất, cũng là giữ tinh thần của con nó được sống được trong cái tuổi thơ thực sự của mình. Đối với riêng bạn gái nhà mình thì từ bé mình đã trao đổi với con như những người bạn cùng trang lứa. Mình nói chuyện với con và mình phân tích với con, hôm nay chúng ta sẽ làm việc này, vì sao? Cá nên làm điều này vì sao, và cho các con những cái quyền lựa chọn như vậy. Và chúng ta sẽ phải phân tích là nếu như con lấy đồ chơi ra, con chơi xong con sẽ cất vào, còn nếu con không muốn dọn thì con đừng lấy ra. Chúng ta sẽ có những cái trao đổi như vậy. Và mình nghĩ rằng đừng coi trẻ con là những bạn trẻ con nữa, mà chúng ta hãy tôn trọng các bạn ý. Bởi vì mỗi một em bé đều có những cá tính khác nhau, đều có những cái suy nghĩ rất là độc lập. Và chúng ta hãy thử lắng nghe, chúng ta hãy thử tôn trọng các em ý xem, và chúng ta có thể học được rất nhiều điều từ con trẻ. Dân gian ta thì hay có câu đó là có con thì mới hiểu lòng cha mẹ. Và với tiến sĩ Lê Anh, một người có thể nói là vừa trở thành ông bố cách đây không lâu, thì anh sẽ cảm thấy thấm thía câu nói này hơn ra sao? Và anh đã học hỏi được gì từ cha mẹ mình trong cách là nuôi dạy con cái? Trong cái văn hóa của người Nhật, cái dạy con ấy, nó khác biệt khá nhiều với phần còn lại của thế giới. Người Nhật họ có một cái niềm tin rất là vững mạnh ở trong cái triết lý dạy dỗ các cái thế hệ con cái của họ. Và đây là một cuốn sách nó cũng thể hiện điều này. Cuốn sách này đã là một cuốn sách được viết để mà nó truyền lan cái tinh thần của người Nhật ra với thế giới rồi, chứ nó không có tính cực đoan đâu. Cho nên là tôi nghĩ là nó đã giao thoa nhiều với văn hóa Việt Nam, văn hóa Thái Lan, văn hóa của phương Tây, để mà ai cũng có thể dùng được và thấy đúng. Thế nhưng mà quay trở lại thì đối với Việt Nam chúng ta, người Việt mình cũng có giá trị. Cái sự thương yêu của người Việt nó rất đặc trưng. Cái sự lo lắng,
và cái sự hy sinh, nói thật cái sự hy sinh ấy nó là một cái giá trị mà tôi nghĩ rằng là phải có rất nhiều các nghiên cứu này, rồi các cái bài viết và những cái truyền lan và quan trường hợp cụ thể để mà nói lên được. Tôi khó có thể nói về gia đình mình trước sóng truyền hình, nhưng mà thật sự là tôi rất là cảm xúc khi nhớ lại những việc mà bố đã làm cho mình. Những cái cứng rắn của bố ngày xưa, khi có những cái ne nẹt, khi có những cái bài tập rất là nghiêm khắc, khi có những cái hình phạt, phải nói thật là ở tuổi thơ của tôi ấy, tôi nghĩ là quá nặng. Thế nhưng mà đến hôm nay khi mà có con thì tôi mới hiểu rằng tất cả những điều đó cũng là hy sinh đấy. Hy sinh những cái cảm xúc non nớt của đứa con yêu thương mình. Vì ai mà chả thèm muốn người khác yêu thương mình, con mình yêu mình. Thế nhưng mà để cho con mình nó ghét mình, thậm chí nó hơi thù mình một chút ở giai đoạn nó đang lớn đó, để nó có một cái khoét sâu trong óc nó phải có một cái chí tiến thủ, nó phải thay đổi bản thân để trở thành một cái người tốt đẹp hơn. Và khi nó đủ lớn rồi, có khi lúc đó đối với nhiều gia đình, khi mà đủ lớn tầm như Lê Anh bây giờ là U50 chẳng hạn, thì bố không còn nữa. Nếu như cũng gia đình đấy thì tiếc nuối lắm đúng không? Thì ông bố như thế là hy sinh chứ gì nữa, là hy sinh cả cái tình cảm đó để con mình được tất cả thứ tốt đẹp nhất. Thì cái đó thì thực sự là cái giá trị của người Việt Nam. Mà nếu mà chúng ta có những cái công trình để viết về điều đó thì tôi nghĩ rằng những cái thực hành đó nó vẫn diễn ra đều đều ở trong đời sống xã hội, nhưng viết lại thành những cái bài tập, thành cách để chúng ta có thể giúp nhau truyền lan tinh thần đó thì không nhiều sách ở Việt Nam lại viết được cái giá trị của người Việt Nam đấy. Cái đấy là cái điều hơi đáng tiếc. Trong cuốn sách này thì tác giả cũng truyền tải rất là nhiều thông điệp ý nghĩa cho các bậc phụ huynh. Vậy thì với cá nhân anh Lê Anh thì sau khi đọc xong cuốn sách này thì có thông điệp nào đã để lại cho anh nhiều ấn tượng hay không ạ? Tôi xin được trích với Huyền Phương và khán giả một cái câu: hạnh phúc bắt đầu từ chính bạn chứ không là ai khác. Nếu như bạn có gương mặt rạng rỡ và trái tim rộng mở thì con trẻ, bạn đời, gia đình, thậm chí cả xã hội đều có thể trở nên hạnh phúc. Nó rất dễ hiểu. Và cũng chính cái dễ hiểu này mình mới ớ ra một điều ở những cái điều này mình thấy nó đúng mà. Nhưng tại sao mình không làm? Mình cứ nghĩ là hạnh phúc nó nằm ở đâu đó ngoài mình, và mình phải đưa tay ra để với, để chộp lấy hạnh phúc, chứ không phải nó nằm ở bên trong của mình. Hạnh phúc nó nằm ở một cái chỗ mà mình cần phải đạt được, phần phải tóm lấy, phải cố gắng để có nó. Trong khi thực ra hạnh phúc nó ở trong chính bản thân mình. Và nếu như cái triết lý này được thấu hiểu và thực hành thì ngay bây giờ Lê Anh cũng như mọi người có thể nở với nụ cười với nhau hàng ngày. Và chúng ta luôn luôn tạo cho nhau những cái năng lượng tích cực. Thì đấy là cách chúng ta sống hạnh phúc và đem hạnh phúc đến cho mọi người. Chúng ta vẫn hay nói với nhau rằng là nuôi dạy con cái thì chưa bao giờ là một hành trình dễ dàng cả, đặc biệt là trong thời đại 4.0 ngày hôm nay. Vậy thì theo anh Lê Anh là việc mà chúng ta đã và đang có nhiều những cuốn sách ý nghĩa như là Cha Mẹ Hạnh Phúc, Nuôi Con Hạnh Phúc, nó sẽ giúp cho các bậc phụ huynh như thế nào, và biết đâu cũng gợi ý cho những nhà giáo dục của Việt Nam chúng ta có được những cái phương pháp nuôi dạy con theo kiểu của người Việt Nam trong thời đại ngày hôm nay ạ? Đúng là chúng ta search trên mạng xã hội cũng như trên internet ấy, chúng ta cũng chưa thấy có một cái bài nào là nuôi dạy con kiểu Việt mà trở thành một công thức mà xuất khẩu ra thế giới cả, đúng không? Mà chúng ta thấy rằng là các bố mẹ, đặc biệt là bố mẹ trẻ bây giờ sau 9X đấy, là lăn tăn lắm, lo lắng lắm về cái chuyện là nuôi con theo phong cách nào. Người thì nuôi con theo phong cách Mỹ, người nuôi con theo phong cách Nhật, người thì nuôi con theo phong cách truyền thống. Thế thì thực ra nó rất là khó cho những cặp vợ chồng bây giờ, vì họ đứng trước quá nhiều các tri thức. Họ cũng học một cách rất là vụn vặt, họ không có trường lớp, họ cũng không có một cái cơ hội để được chia sẻ dài hạn. Và cái sự thiếu kiên nhẫn của những người cặp đôi trẻ nó cũng dẫn đến cái việc là những cái tranh cãi. Khi mà các cái phương thức gọi là nuôi con nó được áp dụng chưa đủ đầy, nó chưa dẫn đến được một cái thành quả thì họ đã chuyển phương pháp rồi. Xã hội Việt Nam thay đổi rất là nhanh. Từ trong quá khứ cho đến hiện đại, người Việt Nam cũng đã có những đúc kết. Và hãy trở lại chính cái kho tàng đúc kết các cụ nhà mình ấy, bên cạnh những cái hủ tục, bên cạnh những cái điều mà chúng ta thấy nó bị lạc hậu ấy, còn rất rất nhiều những cái tri thức, kinh nghiệm nó vô cùng chân quý ở thời kỳ hiện đại hôm nay. Và tôi nghĩ rằng nó vẫn còn giá trị. Thế thì những cái tri thức ấy nếu được gọi phân tích dưới lăng kính khoa học, được thực hành, trải nghiệm, gọi là thực chứng đấy ạ, mà để viết sách ra thì có thể giới thiệu cho các cặp đôi, những cái người nuôi con ở thời kỳ hôm nay, để trở thành những ông bố bà mẹ hạnh phúc theo cái cách của người Việt Nam. Và rồi con cũng được hạnh phúc theo cách của người Việt Nam. Và khi ra với thế giới, chúng ta có thể chia sẻ với bạn bè thế giới một trường hợp Việt Nam, một ví dụ Việt Nam, một cách làm Việt Nam cũng rất là hay. Theo tôi thực ra là việc học hỏi là tốt, nhưng phải biết mình có cái gì. Vâng, đúng như anh Lê Anh có chia sẻ, đó là nuôi con theo phong cách gọi là Nhật hay là châu Âu hay là Việt Nam hay không quan trọng. Quan trọng là trước tiên biến mình trở thành những người phụ huynh hạnh phúc đã. Có như vậy thì chúng ta mới có thể là có đầy đủ tình yêu thương, sự kiên nhẫn để nuôi dạy những đứa con hạnh phúc, phải không ạ? Vâng.
Vâng, và xin chúc biên tập viên Huyền Phương cũng như quý vị khán giả của chương trình sẽ là những người đọc sách hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Sách và Cuộc Sống hy vọng đã giới thiệu tới quý vị và các bạn thêm một cuốn sách hay và ý nghĩa. Hy vọng mỗi độc giả sau khi đọc xong tác phẩm sẽ tìm cho mình được những bài học, những giá trị riêng. Tới đây, thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.